học viên được truyền đạt lý thuyết các nội dung khái quát văn hóa phi vật thể của tộc người Cơ Tu, nguồn gốc và sự hình thành nghệ thuật múa Tăng Tung Gia Giá. Ngoài ra, nghệ nhân người Cơ Tu tại thôn Bơ Hồng, xã Sông Côn, huyện Đông Giang, tỉnh Quảng Nam cũng hướng dẫn học viên thực hành 4 điệu múa Tăng Tung Gia Giá truyền thống. Qua đó không chỉ bảo tồn, gìn giữ và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống của dân tộc mà còn gắn với phát triển du lịch cộng đồng tại địa phương.